Ok, chào mừng anh em trở lại channel của anh Minh Cừu nhá. Thì hôm nay tôi sẽ lần thứ hai làm chuyện ấy anh em ạ. Hôm nay tôi nhận được một sứ mệnh để sang bên server Trung Cổ để tôi xả lấy biểu tượng của game anh em nhá. Biểu tượng của game chính là thần mặt trời Luffy Gear 5 anh em ơi. Biểu tượng Nika Luffy đây. Con này chúng ta bắt buộc phải lấy nhá. Anh em nông dân hay là dân cày, thậm chí là dân nạp, chúng ta bắt buộc phải lấy cho dù nó khỏe hay là không. Vì sao vậy? Vì nó chính là Gear 5 anh em ạ. Gear 5 biểu tượng của con game này nhá. Hoa anh đào rơi này anh em mình nhá. Hoa anh đào rơi xung quanh này. Và đây là lần thứ N ở cái server này nó lấy con Gear 5 rồi anh em ạ. Nên là cái top khá nhẹ nhàng nhá. Còn 3 ngày 8 giờ này. Cái top cũng khá nhẹ nhàng này. Hiện tại có 510 vé, nhưng mà hên thì có thể lấy được 11 sao. Vì sao vậy? Chúng ta cũng đi so sánh nhá. Ở bên server Việt Nam tôi không nhớ là mốc nó là bao nhiêu. Tí tôi sẽ vào xem. Nhưng mà ở bên server chung này anh em ơi, mốc bảo hiểm nó là 30 nhá. Anh em nhìn này. So với server EU nhá. Server EU đang ưu tốt anh rổ này. Mốc bảo hiểm chỉ còn 25 thôi anh em nhìn chưa. 85 mà 40, hơn 40 mảnh đấy. Đây là mốc bảo hiểm là 8 lần này. À, hơn được 40 mảnh đấy anh em ạ. Hơn được 40 mảnh nhá. Các anh Trung Quốc là chơi khá lớn này. Chơi khá lớn luôn đấy anh em ạ. Ở bên server Việt Nam tôi không nhớ là mốc là bao nhiêu, nhưng mà anh em có thể comment ở bên dưới được không, tôi không nhớ anh em ạ. Nhá, như này là các anh server Trung Quốc là chơi khá lớn này, khá ưu đãi cho các em này, được chưa? Mày đã nhận sứ mệnh ngoáy Luffy Gear 5 anh em ạ. Anh em nhìn top server nhá, top server chung này ông nào cũng có Gear 5 hết, được chưa? Ông nào cũng có Gear 5, chỉ là không sâu ra thôi, chỉ là không sâu hàng ra thôi. À, anh em nhìn này, ông nào cũng có Gear 5 hết. Tất cả các người chơi ở trên thế giới này, các top đều có Gear 5 anh em nhá. Không có một ông nào chơi Gear 5 cả. Hầu như là 99% chơi Gear 5 vì nó chính là biểu tượng của game này anh em nhá. Ok, không nguyên thuyên nữa, bây giờ tôi sẽ vào xả luôn để xem cái tỷ lệ là. Bây giờ tính toán này, anh em nhìn tính toán nhá. 30 là nhân 8 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 3, 2, 4. Nên 11 sao, tôi nhớ không nhầm là 17 con. Mất 7 con anh em nhá, mất 7 con tướng UR này. Đây là có 2 con rồi nhá, để xem trong shop bán không. Shop vẫn chưa cập nhật Gear 5 này. Shop ở Trung Quốc y hệt shop Việt Nam anh em ạ. Mà không cập nhật ngay lập tức như shop EU. Đúng là mỗi một bên nhà phát hành nó có một kiểu ạ. Mà mua được cái vé này, ok. Đây nhá. 8324 này, chúng ta được 240 mảnh này. Chúng ta cần 700 mảnh nhá, 700 mảnh Gear 5. Nếu mà may mắn mà lọt vào top 3 này. Top 3 có 220 mảnh nữa thì là 240 cộng 220 là 460 mảnh rồi này. Chúng ta thiếu 240 mảnh nữa. 240 mảnh quay trong 510 lần này xem thế nào nhá. Xem ngân phẩm thế nào này. Ok. Tính toán và luyên thuyên đủ rồi, bây giờ chúng ta cùng quay này anh em ơi. Nháy 1. Một cháu này. Nháy 2, 1 2 3. Ui giời ui. 1 2 3, 8 con anh em ơi, nhân phẩm của anh Cừu kìa. Ui giời đen đi. Đừng đỏ nữa. 8 con kìa, ui không con nào này. Một cháu này, đen đi, đen. Hai cháu này, ba cháu này. Ui giời, đen đi, đừng đỏ nữa, xin đây. Đen. Đen đi. Ui lần đầu tiên quay là 8 cháu anh em ạ. Ui đen rồi, bắt đầu đen rồi. Bắt đầu thấy có dấu hiệu đen rồi. Thì đen đi, cần đỏ đâu. Không cần đỏ anh em ạ, đấy, không cần đỏ mà nó cứ đỏ này. 4 mảnh này. Nó bảo không cần đỏ rồi, đừng đỏ nữa. 1, 2, 3, 4, lại 4 mảnh này. Đừng đỏ nữa, xin đây. Để cho nhân phẩm lại cho các anh em khác với. 2 này. Đừng đỏ nữa, 2 này. 2 này. 1 này. 3 này, đừng đỏ nữa nhá. Xin đấy. 4 này. Xin đấy. Xin đấy. Bây giờ quay ra một con Luffy ngay thì khả năng là nát game. Xin đấy. Xin đấy, 1 2 3. Úi giời ơi. Xin đấy phần thưởng này. Mảnh 5 sao cái thứ này. Xin đây. Trời ơi xin đấy. Đừng đỏ nữa. Ui lại 4 con này bảo đã xin rồi. Đã xin đen rồi cứ đỏ. Đã xin đen mà lại cứ đỏ này. 3 nháy này. 2 nháy này. Không nháy nào này. 1 nháy này. Đã xin đen rồi lại cứ đỏ. 2 nháy này. 2 nháy này. Trời ơi nhận mốc nào. Xem được bao nhiêu nháy rồi. Bao nhiêu cháu Luffy rồi. 77 cháu này. Nhận mốc nhanh em nhá. Vừa lấy là quay 500 mảnh rồi. 500 mảnh được quên quay được 410 mảnh, 390 mảnh nhé. 420 mảnh rồi. À quay 420 vé rồi, được 77 con Luffy anh em nhá. 427.
Vì em được 77 con Luffy là khá ngon đấy. Ok, 24 lần rồi này. Tiếp này. 34 này, hai cháu này. Ba cháu này. Đen đi. Đen đi. Ý giời ơi, không đen được ạ. Phát nào cũng ra. Tỷ lệ xem vào chung về nó là cao đấy anh em ạ. Ui giời ơi, phát cuối kết thúc của hậu này. Cái kết quá của hậu luôn anh em ạ. Lên top 2 luôn cho nó mát nhá. Top 2 luôn ạ. Sốp lại, lấy mắc. Lấy mắc nhá. Ok, top 2 luôn. Chín ba mạnh này, tôi quay 510 vé mà được 93 mạnh thì nhân phẩm thế nào, quá kinh khủng chứ còn gì nữa, có đúng không? Lần trước mình quay con Marco là 500 vé mà được có 4, có 70 mấy mạnh thôi, này quá nhân phẩm rồi đấy, tôi nghĩ là cái này là quá nhân phẩm rồi, được 93 mạnh này, quay 510 vé mà gần được một con Luffy này, được chưa? Quay 510 vé mà gần được một con Luffy luôn, đây là mốc bảo hiểm. Nhận mắc Luffy. Sử dụng là 300 Luffy này. Ở bên này có nhiệm vụ 65 tướng không? Có luôn này. Còn 10 ngày này, tiện làm luôn nhiệm vụ 65 tướng này. Lần thứ 2 Minh Kiều làm cái việc là lấy con Gear 5 anh em nhá. Lần thứ 2 tôi làm cái sứ mệnh là lấy Gear 5 này. Thiếu mất một tí à? Thiếu mất một tí à? Thiếu mất 7 mạnh thì phải. Thiếu mất 7 mạnh này. Cay nha. 7 mạnh chịu rồi. 7 mạnh phải đợi thôi. Đợi vé để tích thêm hàng ngày thôi. Còn 3 ngày nữa. 7 mạnh. Đâu bây giờ hiện tại gọi là có 400 mạnh đi. Nếu mà may mắn vào top 2, top 3 thì là được thêm 220 mạnh nữa thì là 400 với cả 200 thiếu khoảng 80 mạnh nữa thôi anh em ạ. Thiếu 80 mạnh nữa lên 5 sao nhá. Thiếu 80 mạnh như 5 lên 5 sao quá dễ luôn nhá. Lấy cái này đổi dần dần mua được 5 sao này. Khi nào đợi nó vào shop này là chúng ta sẽ mua được 5 sao nhá. Quá đơn giản. Thế là 11 sao cho Gear 5 với dân cày ạ. Ui giời ơi, easy thế nhá. Ở sẽ vào chung của lại chơi 500 vé này. May mắn hên lại được 11 sao con Gear 5 này. Kinh quá anh em ạ. Thôi, bây giờ tôi sẽ vào tôi ép luôn con Gear 5 anh em ạ. Từ từ nhá. Tạm thời lấy hai ông thôi. Tạm thời lấy hai ông Gear 5 này nhá. Không phải ép nhầm một phút. À, nâng nhầm kỹ năng SP thì bỏ cụ anh em ạ. Thì nó lại tím luôn nhá, tím ngắt người luôn đấy. Kia nằm này. Ok. Lần thứ 2 làm chuyện ấy anh em ơi, cho Gear 5 úp Gear 5 này. Gear 5 lên được chưa? Úi giời ơi, Gear 5 làm ở server khựa nhá. Nào tôi sẽ làm nhận nốt kèo làm ở server Việt Nam để cho 3 server tôi lấy Gear 5 luôn, biểu tượng của game này luôn anh em ạ. Đâu Gear 5 rồi. Cho vào hạm cái. Cho vào hạm Gear 5 đứng cái. Trời ai. Cho vào hạm đứng tạm mới đã để tính tiếp. Bây giờ chúng ta sẽ nâng Gear 5 này. Đó. Từ từ. Trước khi nâng Gear 5 phải đổi biểu tượng đã. Thì nó mới giống chùm của game anh em ạ. Trước khi ấy chúng ta phải đổi biểu tượng Gear 5 nhá. Đổi Gear 5 là sử dụng là đang sử dụng là. Ý giời ơi, quá nét anh em ơi. Cho Gear 5 ở team chính đứng cho nó đẹp mắt này. Bỏ Big Mom ra. Úi giời ơi, bên server Trung Quốc ạ. 510 vé ạ, khả năng sẽ lấy được. Nếu mà 600 vé là lấy vô tư anh nhá. 600 vé là lấy con Gear 5 này 11 sao vô tư luôn, anh em nhìn chưa. 600 vé ở server Trung Quốc lấy Gear 5 vô tư luôn, 11 sao nhá. Ép lên 11 sao này. Được chưa? Quá, 1, 2, 3, 4 này. 8 múi này. Úi giời ơi, Gear 5 ơi. Bộ kỹ năng của thần mặt trời Nika này. Úi giời ơi. Bây giờ xem con phút không. 2 phút 6 sao rồi, 7 sao. Để xem còn phút không.
Nhiệm vụ 65 tướng này. Nhiệm vụ 65 tướng là không đủ phút để làm à? Để xem nào. Đây có tướng hoàng này. Mở mạnh 4 sao ra hết đi. 200. Được. Tôi cứ ép dần dần lên đã xem nào. Để xem cái lượng phút này được bao nhiêu con 6 sao. Chúng ta cần 2 con 6 sao để cho em kia 5 lên 7 sao này. Có đúng không nhỉ? Hay là mình vừa bị bấm nhầm ấy nhỉ? 2 con 6 sao lên 7 sao này. Hai em tướng 6 sao anh em nhá. Chỉ nhớ của tôi hơi tù một tí này nè. Mấy cái con tướng này tôi ép suốt đấy nhưng mà tôi không nhớ thứ tự là lên 6 sao 7 sao. Nó cần bao nhiêu tướng anh em ạ? Chỉ nhớ hơi tù anh em thông qua Hải Lý nhá. Mình chơi Hải Lý đến từ Việt Nam đã có VIP 1 này. Đã có VIP 1 luôn. Mới có một con thôi. Chúng ta vẫn thiếu phút. Vẫn thiếu phút thì phải vào việc ngay thôi chứ còn gì nữa. Lấy tứ hoàng lấy lốt. Úi dồi ôi có Katakuri luôn nhá. Có Rayleigh này, nguyên nhân phẩm đấy. Mở ra được Katakuri với Rayleigh với bố là nhân phẩm rồi. Không phải cái dòng. Cái dòng đây là mở dương tứ hoàng thường hay tứ anh tinh anh nhỉ? Tinh anh thường thì phải. Mà ra được Katakuri với cả Rayleigh là căng đấy, nét đấy. Phải nói là nó nét đấy anh em ạ. Nhiệm vụ sau 5 tướng là nhận này. 3 con đã nhận phút. Katakuri. Con này thiếu gì? Thiếu một con Luffy. Thiếu một con Luffy 9 mét này. Đâu vào thử đổi nào. Nhận tiền nữa này. Nhận 1 lít. Này cần có VIP 3. VIP 3 mới nhận được. Chưa có anh miễn phí này. Rồi test ra nhân phẩm của hải tặc nào. Được cái nịt. Đổi tướng của 165 không đủ sách rồi. Thử đổi một phát nhân phẩm nữa. Zoro thường này. Úi giời ơi, Luffy lại mết luôn. Ozone. Ui được con Luffy 9 mét luôn anh em ạ. Nó lại hên thế nhỉ. Úi giời ơi sao cái nhân phẩm nó lại hên thế nhỉ. Được ngay một con Luffy 9 mét để nâng anh nù lên ngay. Sợ chưa. Được ngay em 9 mét để nâng anh nù lên vậy sao. Nét. Được chưa, nét chưa. 7 sao. 8 sao chúng cần 4 con 6 sao thì không đủ rồi. Anh em ạ, không đủ rồi nhá. Ok. Úi giời ơi kia 5 này. Bây giờ thử mang cái con Gear 5 này vào đấm xếp hạng nào. Mang con Gear 5 7 sao để vuốt thử xếp hạng xem nó như nào nhá. Đồ đạc nào. Đồ nào đẳng cấp tí. Ui có cả thủy sư đô đốc Akanu mà tôi chưa được chơi bao giờ này. Bây giờ tôi sẽ mang thử Akanu vào đấm anh em ạ. Đây, lấy tạm đồ của sư phụ Rayleigh già đi. Để nắp vào cho Gear 5 này. Lấy tạm đồ của sư phụ Rayleigh già nắp cho Gear 5 này. Lên kích địa chấn này. Vegetora này. Ok. Vegetora 11 sao rồi. Quá lên kích địa chấn luôn. Thế đành lấy tạm đá ghẻ vậy. Con ác này ở server mới cũng không mới lắm, server cũ đấy anh em ạ. Cũng thằng chẳng cũ lắm. Mà tôi dùng tạm mấy viên đá ghẻ đã. Dùng tạm mấy viên đá ghẻ tính tiếp anh em ạ. Em lên kích vào này. Chưa có lên kích, ở trong shop còn bán lên kích không. 9000. Reset phát à. Không có lên kích ạ.
cái tin sau. Ok, chúng ta vừa vuốt thử xếp hạng nha mày. Vuốt thử xếp hạng này. Team công này. Bỏ Mama ra này. Cho Gien 5 vào này. Bỏ Mi Hoắc cho Akanu vào này. Ok, test thử thủy sư đô đốc Akanu xem như nào. Có 1.520.000 đấy nhá. Kiếm ông nào mềm mềm đi đấm. Toàn ông trên 2 triệu này. Kiếm ông nào mềm mềm tí nào. Kiếm ông nào mềm mềm tí đấm nào. Chưa thấy ông nào mềm mềm tí nhỉ. Hay là mình yếu quá. 2.6 triệu này. Thôi vả thử ông 2.6 triệu rồi nào. Ui dồi, có bố luôn. Ok, 490k này. Vizitora này. Ít giời, 330k này. Lần đầu tiên trải nghiệm thủy sư đô đốc Akanu và Luffy Gien 5 ở server chung anh em nhá. Và biểu tượng của con game là Luffy Gien 5 ở server chung này. Anh em Việt Nam nếu mà dân cày ở Việt Nam có thể hoàn toàn sang server chung chơi thoải mái nhá. Mình thấy server chung chơi cũng khá là mượt đấy. Khá là ngon đấy. Mà nhìn chung là hit code là vẫn không bằng server Việt Nam đâu. Được chưa? Mà cái phần thưởng hạng giờ này là khá ưng này. Người chơi đông lắm nhá, người chơi ở server chung cực kỳ đông luôn, cực kỳ đông vui. Không có chuyện là server chết như ở Việt Nam đâu anh em ạ. Kawaii nè. Kawaii nè này. Được chưa? Bố nha, úi giời. Đánh ông Liêu Tiêu và bố sở hữu bố này. 550k này, Gien 5 của chúng ta đã bị cầm nặng à, đen thế này. Để chưa được xem ulti của anh Gien 5 này. Bị con Zoro nó cầm nặng anh em ạ. Úi giời ơi, thủy sư đô đốc Akanu. Lần đầu tiên tôi trên tay cũng rồi, vẫn giải được hiệu ứng này. Một sụt. Được chưa? Vừa rồi là chúng ta đã chứng kiến pha ulti của Gien 5 cộng với thủy sư đô đốc Akanu nhá. 300k này. Có phải này ăn được ấy, đùa ông kia ông chơi con Bosalino kìa anh em ơi. Tướng này tướng rách rồi. 260k đến từ 7 sao Gien 5 này. Gien 5 vẫn còn sống nhân răng nhá. Lực chiến của tôi có 1.5 triệu thôi, ông kia là 2.6 triệu nha. Hơn tôi gần 1 triệu lực chiến đấy anh em ạ. Hơn tôi gần 1 triệu lực chiến đấy nha. Nhưng chất tướng của ông kia khá cùi. Nên anh em dân cày sang ở server chung này khả năng mình tôi nghĩ là vẫn sống được đấy. Vẫn sống nhăn răng đấy, được chưa? Dân cày ở server chung nhiều lắm. Ui Gien 5 này, đấm 20k đến từ Quanomaco. 630k này, chất lượng nhá. 220k này, tiễn luôn đô đốc hải quân Bosadino đi rồi anh em ạ. Kizaru thì vàng. Gien 5 của chúng ta vẫn còn sống này. Ôi rồi toang rồi. Gien 5 chúng ta đã bị rổ rồi, tiễn đi rồi. Nhưng mà Akanu vẫn còn sống nhá. Gien 5 đã chết và Akanu vẫn còn sống. Kaido. Ui, sẽ xử đẹp đôi bạn luôn đi. Xử đẹp đôi bạn luôn anh em ạ. Kaido về 1.1 triệu sát thương này. Chưa qua ấy luôn. Rồi 1.2 triệu này, Fujitora này. Úi giời ơi. Máu hồi như nước lạ. Cô ấy nè, mà căng đấy nhỉ. Vẫn win bình thường nhá. Vẫn win bình thường ạ. Vẫn cứ win bình thường. 1.5 triệu vẫn win bình thường này. Thử bỏ Akanu ra nè. Ok. Thay bằng Mi Hoắc nè. Thách đấu ông khác là đây. Thách đấu ông 2.4 triệu nè. Vẫn win bình thường ạ. Úi ôi, ông này có Gien 5 11 sao. Căng thế nhỉ. Mi Hoắc chém 590k này. 930k đến từ Gien 5 của bên đội bạn này. Anh em dân cày ở Việt Nam muốn trải nghiệm nhanh con Gien 5 thì có thể sang bên server chung anh em ạ. Server chung thì tướng ra kém con bên server Âu khoảng tầm như nào. Kém con Sengoku này. Kém con Jinbe này. Kém con Sengoku Jinbe thôi. Đợt này kém con Zoro nữa, kém 3 con tướng anh em nhá. Bên chung kém bên Việt Nam là 3 con tướng. Được chưa? À, để kém bên server EU là ra chậm hơn 3 con tướng. Ui dồi ôi, team 2.4 này nội khỏe quá. Còn với team 2.6 rồi, team 2.4 này chất tướng khỏe hơn anh em ạ. Căng thật. Còn sở hữu luôn là Wanomaco này. Team của mình còn Wanomaco luôn anh em ạ. Mà ngập hành với team này rồi. Ngập hành với team này rồi anh em ạ. Hơn lực chiến nhiều quá. Hơn gần 1 triệu lực chiến. Toát không? Cái đồ dãy phát nữa thôi. Nhưng mà nếu mà anh em chơi từ đầu khả năng là vẫn đua được đấy. 1 triệu này. 570k. Ok, thua. Trận này thua chặt rồi. Còn đâu bên server chung anh em nhìn thấy đường UR nó chưa? À.
đường UR nhà người ta anh em nhá. Quá kinh khủng luôn. Quá kinh khủng tởm anh em ạ. Dã man thật sự. Đây còn cho anh em nào chưa biết thì đây. Bên thế vào chung này. Người ta chơi con kè rốt rất nhiều anh em ạ. Ông nào không những kè rốt này, kè rốt 5 sao ấy là hiền, kia 4 kia 5 thì ngập mồm. Ui Perona này. Server này chắc là server mới rồi. Mình đoán là cụ này cụ server mới rồi anh em ạ. Cụ server mới này. Ủa, ông nào sáng chóe. Nó cho anh em chiêm ngưỡng lại cái top 1 ở server chung anh em nhá. Anh em nhầm, đây là top 1 server ông này. Đây top 1 server chung anh em này. 13 triệu lực chiến nhá. See you again luôn ạ. Đấy see you again này. Ôi toàn see you again này. Khả năng người nước ngoài không biết. Không biết ba ông này của người nước ngoài không, toàn see you again hẹn gặp lại này. Căng nhà ba ông đứng đầu đều see you again luôn. Tên giống nhau luôn ạ. Úi giời ơi. See you again nhá. Căng chưa? Này, team à. 13 triệu lực chiến. Dã man chưa? Này mỡ một vả. 3 triệu 2 công, 4 triệu 3 máu ạ. Để xem con nhiều cứu 4 triệu rưỡi máu ạ. Ui giời ơi, này đến tiết tây mới chết ạ. Ok. Chúng ta cùng quay lại xem vào EU một tẹo này. Anh rổ đây anh em nhá. Anh rổ đây, chúng ta cùng nhớ like đăng ký kênh của anh Kiều để xem quả kèo Silencer anh em nhá. Silencer và Alone chắc chắn là sẽ mang anh rổ ấy đấm nhau ở PP đấu trường thế giới vào thứ 3 tuần tới này nhá. Ông nào mà không like và đăng ký kênh là bỏ lỡ quả kèo anh rổ này là cực kỳ đáng tiếc này. Còn đâu ông em vô hải tặc tương lai VIP 15 ở bên server EU đang nghe tôi. À, ông em đang bình tĩnh và tích vé lại anh em nhìn chưa? À, nhìn hòm đồ của ông này này. Được chưa? Bố là lên 11 sao phút 1 này, Diêu Quy lên 11 sao phút 2 này. Còn ông kia 5 là lên 11 sao phút 1 này. Được chưa? Còn Uta đang trong quá trình ép này. Ép kỹ năng SP này, Luffy kia 5 nữa này. Quá tởm anh em ạ. Đây, cho anh em xem bộ tướng này, nhìn chưa? Toàn tướng UR chất lượng thôi nhá. Này. Yamato này, Ryukyu này, Gear 4 này, được chưa? Bố này, Gap này, Uta này, Yangnoli mà mong quan Homaco này. Quá kinh khủng tởm anh em ạ. Được chưa? Arc này gọi là tiềm năng vô hạn này. Còn Kozuki Oden nữa này, lông đen nữa này. Được chưa? Anh em nhớ like và đăng ký kênh của anh Kiều để theo dõi ngay cái quả kèo anh dài Zoro anh em nhá. Anh dài Zoro này. Được chưa? Ok. Trước khi kết thúc clip thì tôi sẽ cho anh em xem lại cái bộ kỹ năng của anh Zai Zoro một lần nữa để anh em đỡ lổi da gà nhá. Ok. Ok anh em, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem trận đấu xem lại một lần nữa bộ kỹ năng của anh Zoro trước khi kết thúc trận đấu nhá. Thì cái cụm ở server của bác Otto này đang đua top cũng cực kỳ gắt này. Cực kỳ gắt này, ông này xem nào, vẫn đang 9 sao thôi này. Vẫn đang 9 sao. Ông phim Infino này cũng 9 sao này. Inferno 9 sao A268 căng nhờ. Để xem trong Ranked Battle là. Đây anh Rổ 9 sao. Rồi chúng ta cùng xem lại bộ kỹ năng của anh Rổ một lần nữa nhá. Tôi sẽ cho con Luffy Gear 4. Con Luffy Gear 4 được chưa? Kết hợp với con Crocker để cho chúng ta chứng kiến bộ kỹ năng của anh Rổ này. Được rồi. À thôi, bỏ con cờ đốc cớt ra. À bỏ con Gear 4 ra. Con cờ đốc cớt rồi thôi. Thì chúng ta xem bộ kỹ năng nó hợp tình hợp lý hơn này. Rồi, bộ kỹ năng của anh Rổ nhá. Wari Katana này. Để chậm chậm tí ra cho anh em xem chứng ngưỡng lại cho đỡ khác này. Shinsoryu này. Ui giời, quá đẹp anh em ạ. Tiếc gì vào một like hoặc một cái đăng ký kênh để tuần sau chiêm ngưỡng quả kèo mắc kỹ năng SP ở trên kênh của anh Kiều nhá. Mắc kỹ năng SP luôn cho nó mát, chưa? Chắc chắn là tuần sau là rất nhiều anh Rổ ra sân nhá. Vì anh Rổ là fan đông nhất thế giới luôn anh em ạ. Đông nhì thế giới thôi. Nhất là chắc là Luffy rồi. Luffy kia nằm chắc là fan đông nhất thế giới thôi. Còn đâu đông nhì thôi. Fan anh Rổ vẫn là cực kỳ đông này. Ở tất cả các cụm server đều đua top cực kỳ căng anh em nhá. Tất cả các cụm server nhấn mạnh này, tất cả các cụm server EU đều đua top cực kỳ căng luôn, được chưa? Với bộ kỹ năng quá ba đạo của mình, anh Rổ xứng đáng à. Anh Rổ xứng đáng được như vậy. Với cả bộ tạo hình kỹ năng anh em nhìn chưa? Mà thiếu mất một tí là chúng nên chúng game nên là nhà phát hành game nên bỏ thêm đấy. Ở trong cái quả này là lên búp thêm cái Haki Bá Vương. Hiệu ứng Haki Bá Vương mà cho nó đẹp mắt. Cái này chắc chắn là phải mua bản quyền hình ảnh của anh Rổ rồi anh em ạ. Chắc chắn là phải mua và trả bản quyền hình ảnh của anh Rổ một cách cẩn thận. Nếu không sẽ bị xóa game ngay lập tức đấy anh em ạ.
Con game mà chứng tỏ đầu tư đấy, mua được quả bản quyền hình ảnh của anh Dỗ như này là quá đẹp mắt, quá sắc nét anh em ạ. Ok, chúng ta xem anh Dỗ chém một phát nữa bà nghỉ này. Đấy nhá, chiêu 3 của anh Dỗ đây. Úi giời, chém chiều 1 này, chém được hàng dọc này, đến kích này, chém nốt phát ulti này. Sợ chưa? Kyutoryu Asura Bakke. Quá kinh khủng anh em ạ. Được chưa? Ok. Như vậy là tôi đã gửi đến cho anh em một siêu clip về quay Luffy Gear 5 anh em nhá. Đây đại tỷ Robin cho anh em xem lại này. Ý trời ơi, tôi vẫn thích xem quả đại tỷ Robin này. Càng 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 càng. Chuẩn bị 42 hay 44 nhá. Mắc kỹ năng FP. Và con ác này cũng đang nhắm đến anh Rổ anh em nhá. Được chưa? Như vậy là clip của tôi xin kết thúc tại đây anh em nhá. Chúc anh em một ngày mới vui vẻ bên gia đình và người thân. Nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ anh Cừu nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Chào tạm biệt anh em.